Có lẽ hình ảnh cô động nhất về sự bất lực của Pep Guardiola ở thời điểm hiện tại, đó chính là màn cãi vã giữa ông và trung vệ Anthony Taylor ở trận gặp West Brom thuộc vòng 13 Premier League. Dù sau đó, Pep khẳng định rằng mình không hề có hiềm khích gì với trọng tài người Anh. Hình ảnh đó với phần nào cho thấy huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang dần nhận ra mình đã không còn phép màu ở Etihad. Nổi tiếng là một người điềm tĩnh, luôn thể hiện sự lịch lãm và sang trọng trong cách ăn nói. Nhưng kể từ khi chuyển đến Manchester City, Pep Guardiola có lẽ đã bị môi trường căng thẳng của Premier League khiến ông trở nên sắt đá hơn trước. Pep bắt đầu tranh cãi với cánh nhà báo nhiều hơn. Thậm chí, trong trận đấu gặp Liverpool ở mùa giải trước, trận đấu phần nào đó quyết định cuộc đua vô địch mùa giải, Pep đã tiến lại gần trọng tài chính Michael Oliver để bắt tay rồi nói: cảm ơn nhiều lắm." Nếu để ý kỹ, ta có thể thấy rõ sự mỉa mai trong câu nói này của Pep. Dù sau đó ông khẳng định rằng ông không hề có ý gì khác. Không thể phủ nhận rằng Pep Guardiola là một huấn luyện viên giỏi, nhưng ở thời điểm hiện tại, Pep đang mất dần đi sự điềm tĩnh cũng như sự thanh thoát trong lối cầm quân của mình. Điều đó có thể thấy rõ qua trận đấu gặp West Brom, trận đấu mà Manchester City đã tung ra 25 cú sút, trong đó có 7 đi trúng đích. Trong khi đó, West Brom chỉ tung ra được 5 cú sút và trong đó chỉ có 1 đi trúng đích. Tệ hơn, bàn thắng của West Brom lại đến từ một pha đốt lưới nhà của Ruben Dias. Ở tình huống đó, bóng đập vào chân của hậu vệ người Bồ Đào Nha rồi bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của Ederson. Thật sự, đây chính là hình ảnh phản ánh rõ sự bế tắc trong lối chơi của đội chủ sân Etihad thời điểm hiện tại. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn tới thành tích đáng buồn này của The Citizens? Và liệu họ có còn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa này? Tất cả câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Cả 3 tuyến đều gặp vấn đề. Đầu tiên, đó là vấn đề ở hàng hậu vệ. Dù John Stones và Ruben Dias đang cho thấy sự tiến bộ hàng ngày, thực sự khó có thể nói rằng họ sẽ thay thế được Aymeric Laporte, người cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang cho thấy tầm quan trọng của mình trong đội hình Man City. Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn khẳng định rằng ông sẽ sử dụng người khác. Cụ thể, Pep trong một bài phỏng vấn với tờ Go đã chia sẻ: "Aymeric Laporte vẫn cho thấy sự quan trọng với chúng tôi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ sử dụng những người khác. Tuy nhiên trong tương lai, tôi chắc rằng cậu ấy sẽ được thi đấu nhiều hơn." Có thể thấy, kể từ khi Vincent Kompany rời khỏi Etihad, hàng phòng ngự của Man City đang thiếu đi một người thủ lĩnh. Dù Aymeric Laporte rất giỏi và mạnh mẽ, anh vẫn không thể thay thế được trung vệ người Bỉ. Thực sự, mỗi lần Kompany vào sân, chúng ta có thể thấy được sự điềm tĩnh và khả năng dẫn dắt trận đấu của anh là tốt như thế nào. Đó là chưa kể đến những khoảnh khắc tỏa sáng của anh ở những giây phút quyết định, qua đó giúp Man City giành được chiến thắng cuối cùng. Ví dụ lớn nhất cho điều này có lẽ là bàn thắng vào lưới của Leicester City ở mùa giải 2018-2019, một cú đá cháy lưới từ ngoài vòng cấm của đội trưởng mặc áo số 4, qua đó giúp đội nhà tạo được lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch với Liverpool. Sau trận đấu đó, Vincent Kompany đã chia sẻ rằng các đồng đội của anh không hề muốn anh thực hiện cú sút đó. Tuy nhiên, Kompany vẫn quyết định ra chân. Có lẽ đây chính là điều mà Man City đang thiếu ở thời điểm hiện tại, sự quyết đoán và kinh nghiệm từ một người thủ lĩnh. Còn ở hàng tiền vệ, Rodrigo vẫn chưa cho thấy anh là cái tên thay thế thích hợp cho Fernandinho khi tiền vệ phòng ngự này vắng mặt. Bernardo Silva thì không còn thi đấu tốt như trước nữa sau nghi án phân biệt chủng tộc đầy tai tiếng với đồng đội Mandy mùa trước. Thật sự, khi nhìn vào những gì mà tuyến giữa của City thể hiện trong trận đấu với West Brom, ta đã phần nào thấy được vấn đề hiện tại của Man Xanh. Nhưng vấn đề lớn nhất của họ hiện tại lại nằm ở hàng tiền đạo. Như đã nêu ở trên, trận đấu gặp West Brom, các học trò của Pep đã thực hiện tới 25 cú sút, trong đó chỉ có 5 đi trúng đích, một con số đáng buồn với một đội bóng từng được xem là nỗi khiếp sợ của bất kỳ hàng thủ nào trong lịch sử Premier League giai đoạn từ năm 2010 cho đến nay. Thật sự mỗi khi nhắc đến Manchester City, người ta sẽ nghĩ tới hình ảnh như Balotelli, Aguero hoặc Tevez, nhưng bản hợp đồng đắt giá của Man City tính đến thời điểm đó. Còn ở thời điểm hiện tại, Man City không có được một cá nhân nào có thể tự mình xoay chuyển cục diện trận đấu một cách nhanh chóng như cách mà Aguero từng làm được trong trận đấu gặp Queen Park Rangers. Trận đấu đã đưa Man City lên ngôi vô địch một cách kỳ diệu. Đâu là nguyên nhân dẫn tới sự bế tắc ở Man City? Có lẽ lỗi lớn nhất thuộc về Pep Guardiola, hoặc nói đúng hơn là phong cách dẫn dắt của ông đã khiến Manchester City lâm vào cảnh như hiện tại. Ở thời của Roberto Mancini, đội hình của ông luôn có những cá tính mạnh mẽ, những người có thể bùng nổ ở một thời điểm nhất định của trận đấu để đem về chiến thắng cho đội nhà. Điều này xuất phát từ việc huấn luyện viên người Ý đã cho phép họ có được sự thoải mái và quyền được tự quyết định phong cách thi đấu trên sân. Trong khi đó, ở Manchester City của Pep, các cầu thủ phải tuân theo chiến thuật mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha đề ra một cách hoàn hảo nhất có thể. Thực sự, khi nhìn vào lối chơi của Man City, ta có thể thấy rõ sự mạch lạc trong lối chơi của họ ở thời điểm hiện tại, xuất phát rất nhiều từ lối tiếp cận này của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nó đã phần nào hủy diệt đi cá tính của các cầu thủ Man City, khiến họ trở thành những cậu học sinh ngoan đúng nghĩa, theo lời của Ibrahimovic. Vì vậy, việc họ thiếu vắng đi những cái tên có thể thay đổi cục diện trận đấu trở nên là điều hết sức dễ hiểu. Những con số thống kê buồn. Theo chuyên trang The Guardian, Pep Guardiola đã đánh rơi 16 điểm ở mùa này, nhiều hơn toàn bộ mùa giải 27-28. Mùa giải họ chỉ đánh rơi 14 điểm xuyên suốt cả mùa và mùa 28-29. Không thể trách hoàn toàn Manchester City khi đây là một mùa giải đặc biệt với các câu lạc bộ ở châu Âu. Tuy nhiên, việc đánh rơi nhiều điểm số như thế trong thời buổi hiện tại càng cho thấy Man City đã không còn là một thế lực thực sự như họ đã từng thể hiện trong 3-4 mùa giải trước. Một thống kê buồn khác được The Guardian đưa ra, đó là Manchester City đã thủng lưới nhiều hơn cả Tottenham Hotspur của Mourinho mùa này. Cụ thể, City đã thủng lưới 12 bàn, còn Tottenham của Mourinho đã thủng lưới 10 bàn. Tệ hơn, trong số 12 bàn thủng lưới của City, có đến 5 bàn thua đến cùng một trận đấu. Cụ thể đó là trận thua 2 năm trước Leicester hồi tháng 9. Có thể thấy, sự thiếu vắng một cá tính như Vincent Kompany ở hàng phòng ngự đã hại Man City nhiều như thế nào, nhất là ở một giải đấu rất cần sự chắc chắn ở hàng phòng ngự như Premier League. Ở hàng tiền đạo, một con số thống kê buồn khác cũng được The Guardian đưa ra, đó là Manchester City mới chỉ ghi được 1 bàn trong mỗi 5 trận của 12 trận đá qua ở Premier League mùa này, con số thấp ngang ngửa với Newcastle. Thêm vào đó, tỷ lệ ghi bàn từ những cú sút của họ chỉ đạt 9,3%, một tỷ lệ quá thấp khiến Man City rơi xuống nửa sau bảng thống kê này. Trong 3 mùa trước đó, Man City là đội có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cao nhất giải đấu 14,1%. Dù đạt được tỷ lệ tạo ra cơ hội tốt thứ hai mùa này, cụ thể là 25 cơ hội, Manchester City chỉ có thể tận dụng thành công 9 trong số đó. Thực sự, đây là những con số đáng buồn với một hàng tiền đạo từng làm mưa làm gió Premier League trong những mùa giải trước. Vậy, Manchester City có còn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch? Khi nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, chúng ta có thể thấy được cơ hội lên ngôi của Man City mùa này thậm chí còn thấp hơn cả Everton, đội bóng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Dù mùa giải vẫn còn rất dài và Manchester City vẫn có thể phần nào đó xoay chuyển cục diện, chúng ta khó có thể lạc quan mà nói rằng họ sẽ thay đổi hoàn toàn bản thân và vươn lên một cách nhanh chóng ở thời điểm này. Thật sự, Manchester City đã cho thấy bộ mặt bạc nhược của họ kể từ mùa giải trước. Điều này, như đã nêu ở trên, xuất phát từ việc thiếu sự hiệu quả của hàng tiền đạo và việc thiếu đi một thủ lĩnh của hàng phòng ngự. Vẫn còn quá sớm để nói trước được điều gì trong mùa giải này. Tuy nhiên, khi nhìn vào những con số thống kê và những gì mà Man City đang thể hiện, chúng ta khó có thể nói rằng nửa xanh thành Manchester vẫn còn cơ hội vô địch, ít ra là cho tới thời điểm hiện tại. Việc rớt xuống vị trí thứ 8, vị trí khiến họ không thể tham dự các giải đấu ở châu Âu mùa sau, thực sự là một thảm họa. Ở thời điểm hiện tại, nếu Man City không nhanh chóng giải quyết những vấn đề của mình, chắc chắn họ sẽ bị bỏ lại, thậm chí bởi những đội bóng đã và đang cho thấy sự tiến bộ trong thời gian gần đây.